Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Rim nâng cấp hơn 50 triệu mà nhìn cứ ngỡ như là sim. Cái chiếc rim độ hôm nay mình đã bị một cú lừa hết sức ngoạn ngục, vì có vẻ ngoài chiếc xe này rất là bóng bẩy hoài cổ của nó. Ai ngờ đâu bên trong diện mạo hoài cổ đó lại chứa đựng những món đồ chơi với tổng giá trị hơn 50 triệu. Thật sự là một điều ngoài cái sức tưởng tượng của chúng tôi. Chiếc xe được trang bị cho mình cái phần tỏa sáng tinh xảo, một chiếc mắt cắt bằng đầy là một cái thương hiệu nổi tiếng Takawa danh giá. Khi mình tìm hiểu thì giá của mẫu tay thắng này dừng ở mức dưới 1 triệu đồng. Ngoài tay thắng hàng hiệu ra, chiếc xe còn có sự cướp mặt của cặp rùa thì Smart Jeep. Dù là một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng giá trị của thương hiệu này lên tới là 1.200.000 đồng. Đồng hồ cơ truyền thống đã được nâng cấp lên thành là Uma Racing. Không những có những cái thông báo như sim mà nó còn báo thêm một vài chức năng tiện ích như vòng tua, giờ giấc v.v. Kiểu dáng của nó gắn hoàn toàn như sim, không cần cắt quét lên các vòng bờ cổ. Vẫn giữ cho mình kiểu dáng là thắng đùm thanh mảnh, nhưng giờ đây nó trở nên lột vũ bó bắt hơn nhờ vào cái càng thắng tách quà. Cốt bánh Titan cũng là một trong những điểm nhấn hết sức tinh tế ở dàn chân phía trước. Cái cần số con xe này là một chi tiết được chế tác hoàn toàn từ Titan sặc sỡ. Nhưng cái sự sặc sỡ của nó vẫn chưa đủ làm những cái ốc mâm lửa tách quà màu nọng súng bị phai mờ. Trước giờ mình chỉ thấy nó có hai cái màu đỏ và đen. Bây giờ mình được chiêm ngưỡng tận mắt hơn cái màu nòng súng đẹp đến tuyệt vời. Những chi tiết mái được điểm xước bởi bật bộ nắp đầu Z-Rush sắc sảo. Ngoài ra mình còn phát hiện ra một cái cọng dây tăng áp NCK có độ bền rất cao. Baka Titan cũng là trang bị một cách rất tinh tế trên con xe này. Không những tăng thêm sự cứng cáp mà còn thêm cái chút tiện dụng cho người chủ. Và tiếp đến chúng ta thấy được những cái chú ốc Titan màu xanh tím lẫn vào cái đám ốc xe già. Cái tông màu xanh tím này trông cực kỳ lạc với cái màu xe. Và chúng ta đang chiêm ngưỡng cái giờ đạp tới cơ quan mức giá khoảng 2 triệu đồng. Mình nghĩ cái độ sắc sảo, giá trị của nó cũng đủ để làm cho chiếc xe trở nên nổi bật hơn với những trang trí nhỏ nhỏ. Cái chiếc xe này có một cái chiếc càng thắng phía sau, thương hiệu cũng đến từ Takawa, tăng thêm cái chút liên lạc cho cái dàn chân trước con xe. Cái gu thẩm mỹ của người chủ này là trên cả tuyệt vời. Còn tí xíu nữa mình quên giới thiệu anh em cái cặp niềm BAD đắt đỏ mà chiếc xe này đang có. Em ấy là một cái dòng sản phẩm đến từ thị trường nội địa Nhật Bản, được sản xuất theo cái đơn đặt hàng của Takawa gửi cho BAD. Giá cái dòng này ở Việt Nam đang dừng ở mức tầm là khoảng 10 củ. Cặp phục đi trên đen của con xe là cái món đồ chơi dành giá nhất khi đã ngốn của anh chủ hơn 20 triệu. Nhưng chắc chắn nó sẽ là cực kỳ đáng đồng tiền bất gạo vì đem lại chiếc xe hiệu năng nhúng cực kỳ máy. Hơn nữa còn mang tính một nét đẹp tổng thể cho phần cứng cáp hơn. Các bạn cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lần nữa cái bản độ rim liệt siêu chất này nhé. Exeter 110 xé gió với nợ công khủng khiếp đến từ Baker Đồng Nai. Từ lúc các mẫu Exeter 110 ra đời thì đây cũng là lúc cái dòng xe này có rất nhiều bản độ được ra đời, từ dọn chuyển, độ máy và bần rất nhiều thứ. Và cái chiếc Exeter độ dưới đây được người chủ chia sẻ chúng tôi là chiếc xe được nâng cấp cái bài là xăm hàng cái xếp vui vẻ để có phần cho tốc nhanh hơn. Chúng ta cùng xem chi tiết nhé. Xem qua tổng thể tôi thấy chiếc xe cực kỳ hàm hố phong trần và bậm. Con chiếc mã này loại bỏ hai cái kiếm trước để lộ ra cái động cơ rất là mẻ, mà chiếc xe này đã được đổ máy. Không chỉ đổ máy đi cùng với vài món đồ chơi chuyển thôi cũng tạo ra cái sự hầm hố và hiệu năng hoạt động tốt cho xe. Hai cái lái đơn giản và tay Spider mang cho mình thiết kế kề góc dứt khoát tạo cái độ bám tay cao hơn. Đi cùng cái gù Titan lấp đầy khoảng trống thô sơ nhưng gọn gàng ở phần tay lái cùng so với gù sim. Phía dưới ta thấy được người chủ trang bị BFE với một cái tác dụng chính là bổ trợ phun xăng dùng đốt đối với những dòng xe có dùng động cơ E. Trang bị món đồ chơi này sẽ tránh tình trạng bị hộp xăng khi chúng ta đã xuống cấp. Nhắc lại lần nữa, việc tháo yến trước sẽ giúp cho tạo ra một chiếc đồng học bơm gió trực tiếp và động cơ luôn được giảm nhiệt tối ưu hơn. Cái dàn chân bỗng mạnh hơn khi người chủ nhìn xuống bánh cầm. Trọng lượng chiếc xe chỉ bằng 1/3 so với bánh mâm. Chính điều đó, việc cho tốc được cải thiện đáng kể. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp đáng kể, đĩa giao phơ kết hợp cùng hệ thống bồi đi cùng cho dầu Cabades. Không chỉ tăng thêm độ chuyển cho xe mà đổi lại hệ thống tự tốc ưu hóa khi xử lý những cái tình huống khẩn cấp về phanh. Hệ thống phanh sau cũng được nâng cấp đồng bộ như bánh lái trước.
Ở đây tao thấy được con heo Crazy Boy một bit đi cùng ở dầu đồ chơi, cái màu xanh đi trên cực đẹp. Tao thấy được cái dòng heo Crazy Boy này rất là đơn giản, cộng với những cái dòng xe đang chơi dòng xe kiển thì cũng rất là thích, vì em ấy có một mức giá rất hợp lý mà chất lượng thì cũng rất tuyệt vời. Cuộc sim chưa bao giờ làm cho chúng ta là phải hài lòng hết. Các biker đã chia sẻ với tôi rất nhiều, khi di chuyển chậm hoặc những con đường thẳng thì người chủ không thích. Chính vì thế mà chiếc xe hôm nay đã lên một cái phục đồ chơi đi cùng mình dầu, được tích hợp những cái nấc tăng chỉnh theo ý muốn từ mọi người. Nó sẽ cải thiện cái độ nhún xi máy hơn cũng như mang lại cái sự cứng cáp cho xe. Theo anh chủ này chia sẻ chúng tôi thì em ấy được nâng cấp một cái bài là cái trái xăm 2 CSS vui vẻ để cải thiện thêm chút tốc độ. Và ở đây ta thấy con chiến mã đang rõ dáng cùng với những người anh em của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi rất nhiều. Nhấn like và subscribe.